Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích 39m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với cái căn nhà này thì nó gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, diện tích rộng, thiết kế hiện đại với đường ngõ trước nhà thực tế đây thưa quý vị. Với lại đường ngõ trước nhà ở đây là hai xe máy tránh nhau thoải mái, diện tích khoảng tầm 2m3. Với diện tích ngõ và với cái thiết kế của ngôi nhà này 4 tầng 39m2. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà này. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Vị trí của nó cụ thể thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt kéo, bên trong là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế của ngôi nhà hiện đại nhất tại thời điểm hiện tại, với cái mẫu nhà diện tích rộng, thiết kế rất là hợp lý. Tầng 1, Ngọc Ánh đang ở đây là phần để xe quý vị nhé. Phần để xe ở phần tầng 1 đây, kia là phòng bếp, phòng vệ sinh, ở bên trên mới là phòng khách quý vị ạ. Đây, phòng gửi xe thiết kế rất là rộng. Đó, với cái công năng sử dụng rất là hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng của ngôi nhà này. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tầng 1 thiết kế đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong hết, quý vị dọn đồ về ở được luôn. Đây là phần không gian, phần để xe. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá phòng bếp của ngôi nhà với phần phòng bếp rất là rộng quý vị nhé. Đây, cửa sổ thoáng trước sau, tủ bếp thiết kế toàn bộ ở đây cho quý vị xong hết rồi. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng, quý vị dọn đồ về và ở được luôn. Đây là phần không gian phòng bếp, đứng từ vị trí phòng bếp mà ra với phần cửa chính kia quý vị thấy không? Rất là rộng, diện tích 39m nó khác hẳn với lại diện tích 30-31m mọi người ạ. Đó, trong phần không gian phòng bếp cũng được thiết kế đầy đủ chỉn chu cho quý vị như thế này. Với cái vị trí này cách với trường Đại học Đại Nam nó khoảng tầm 1,2 km. Nói chung là tiện ích xung quanh ngập tràn, chợ trường phường trạm đầy đủ, giao thông đi lại thuận tiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 cho quý vị đi. Rất là rộng, đầy đủ hết, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây. Thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và đây là Ngọc Ánh chia sẻ thiết kế hiện đại phần phòng khách. Chủ nhà thiết kế ở phía bên trên riêng biệt với lại phòng bếp. Bởi vì diện tích rộng cho nên chủ nhà mới thiết kế tương đối hợp lý như thế này quý vị nhé. Đứng thì từ cái phần phòng khách nhìn xuống với cái phần cửa chính đây, rất là thoáng, ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách có một cái vách lam gỗ. Và phần phòng khách này thì được chủ nhà thiết kế sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng đó. Thiết kế rất là rộng, rất là hợp lý. Tiếp theo, chủ nhà thiết kế ở tầng 2, giật cấp đi lên, thiết kế một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Phòng ngủ đây mọi người ạ. Phòng ngủ rất là rộng này, vuông này. Ban công mở được ra phía bên ngoài này. Hướng nhà này là hướng Tây Nam, quý vị nào đang hợp với hướng Tây Nam thì đừng bỏ lỡ cái căn nhà này. Giá bán thì Ngọc Ánh để ở dưới phần bình luận, quý vị có thể bấm vào phần bình luận để biết được cái giá bán cụ thể là bao nhiêu. Cửa nhà đây, cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa nhôm hệ. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 rất là rộng. Với phòng vệ sinh này, chủ nhà lắp cho chúng ta luôn. Ở đây là bình nóng lạnh này, bồn cầu liền khối, sen cây, 8 quạt hút mùi. Đó, lavabo, nước sạch, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt rồi mọi người ạ. Quan trọng nhất nó là vị trí đi lại. Vị trí này Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị, vị trí của nó thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với ngã Ba Ba La, gần với lại bến xe Nghĩa, gần với trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Thanh Oai, đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau, hành lang đi vào giữa hai phòng ngủ rất là rộng. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài tầng 3. Lên trên phía tầng 3 có 3 phòng ngủ riêng.
Đây, phòng nào cũng ánh sáng tự nhiên, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Phần tầng 2, tầng 3, chủ nhà đều thiết kế sàn gỗ cho quý vị. Đấy. Rồi là tất cả các phòng đều thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 đây, thiết kế tương tự như tầng 2. Rất là rộng, đầy đủ công năng, đầy đủ tiện ích. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 3. Bên trong. Đó. Với cái căn nhà này diện tích rộng cho nên tất cả các phòng ngủ đều rất là rộng, thông thoáng. Và mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và trên phía tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế ở đây một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở phần tầng 4, chủ nhà thiết kế một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng, mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị có thể cảm nhận khách quan nhất về ngôi nhà, xem thiết kế của ngôi nhà nó có hợp lý với cái tiêu chí, hợp lý với cái công năng, hợp lý với cái túi tiền của quý vị hay không. Còn đây là phần sân phơi. Sân phơi rất rộng mọi người nha. Sân phơi rất là rộng, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Quan trọng nhất, sổ đỏ pháp lý luôn luôn phải chuẩn chỉnh. Còn đâu thì nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh đã quay review cho quý khách hàng như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Đi xem nhà được tư vấn hoàn toàn miễn phí quý vị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của Ngọc Ánh ở những video tiếp theo.